Xin chào và rất vui được lại các bạn trên kênh Hóng Phim Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình cập nhật những bộ phim hay và hấp dẫn có trong ngày hôm nay nhé Thiên Cổ Quyết Trần là bộ phim cổ trang tiên hiệp mới của Châu Đồng Vũ kết hợp cùng với Hứa Khải Bộ phim mới lên sau những tập đầu tiên đã bị khán giả phản đối bởi cả tạo hình lẫn diễn xuất Liệu rằng bộ phim có thực sự đáng bị chê bai thê thảm như trên mạng hay không? Hãy cùng với chúng mình đi tìm hiểu nhé Đầu tiên, nội dung chính phim Thiên Cổ Quyết Trần Bách tính nhân gian sẽ gặp khó khăn thì sẽ lập đàn cúng tế, cầu thần bái Phật. Vậy nhưng nếu chính thần tiên gặp khó khăn thì cầu ai bây giờ? Thiên cầu Quyết Trần truyền thể từ tiểu thuyết thượng cổ của Tinh linh do hứa khải và trợ đồng vụ đóng chính, kể về câu chuyện tình yêu khắc cốt ghi tâm vượt qua ngàn năm của hai vị chân thần là thượng cổ và bạch quyết. Nhân gian tình ái đã là đau thương mà đối với thần tiên cũng chẳng hề dễ dàng hơn chút nào, thậm chí sinh ly tự biệt còn mang theo trọng trách gánh nặng đối với chúng sinh với tam giới. Thượng cổ là một tiểu tiên nhỏ bé dần dần trở nên cường đại trở thành thượng cổ nữ thần cai quản tam giới bảo vệ cửi trời chúng sinh. Bên cạnh cô nàng luôn có một bạch quyết si tình quyết liệt vì nàng mà có thể bất chấp tất cả hy sinh cả mạng sống bản thân để có thể bảo vệ những điều thượng cổ yêu quý. Vậy nhưng dù chẳng có chịu thay nàng kiếp nạn ấy thượng cổ vẫn không tránh khỏi được số mệnh của bản thân mất đi ký ức. Sống cô độc tịch mịch để chờ đợi một người đặc biệt mà chính nàng còn không nhớ rõ là ai. Thứ hai, cặp đôi chính hứa khải Châu Đông Vũ chưa có khen mít chi. Có thể thấy, Châu Đông Vũ khó tạo được cảm giác couple với nam diễn viên phim truyền hình. Đặc biệt là những cảnh diễn lãng mạn ngọt ngào hay vui tươi. Bởi vậy khi đóng cặp cùng với hứa khải trong thiên cổ quyết trần, những tập đầu chưa khiến khán giả vào quần được với mối quan hệ của nam chính nữ chính. Tuy nhiên, với khả năng diễn xuất nhập thần của Châu Đông Vũ và Hứa Khải, cùng có chuyện ngược tâm của Thiên Cổ Quyết Trần, khán giả có nhiều niềm tin vào sự phát triển tình cảm và sự tương tác tốt hơn của cặp đôi này trong tương lai. Những hình ảnh nhá hàng của phim cũng phần nào cho thấy được cảm xúc của Thượng Cổ dành cho Bạch Quyết qua những ánh mắt, cử chỉ như cái hô lên chán hay nụ cười đong đầy nước mắt của nàng. Đừng vội đánh giá chỉ qua vài tập đầu, chúng ta còn tới hơn 40 tập phim đang chờ đợi kia kìa. kìa. Thứ ba, nội dung phim hấp dẫn, khứa hẹn bám sát nguyên tắc. Thiên cổ quyết trần được truyền thể từ tiểu thuyết tinh linh, nói về tình yêu vượt ngàn năm vẫn khắc cốt ghi tâm của Bạch Quyết và Thượng Cổ. Trải qua sinh lý tự biệt, chịu đựng đau đớn, cô đơn dày vò mới đến được bền nhau. Theo như trailer phim thì có vẻ như nội dung phim sẽ bám khá sát với nguyên tác. Có điều, trình thu ngắn, kéo dài tình tiết, nhưng mối tình của Bạch Quyết và Thượng Cổ chắc chắn vẫn sẽ lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Cùng với đó là thiết lập nhân vật của nam chính nữ chính cũng được giữ nguyên. Không có chuyện nâng nam dìm nữ hay phân phiên vị như nhiều bộ phim khác khiến nguyên tác bị xè nát. Còn dàn nhân vật phụ của phim thì có một số sự thay đổi, nâng hạ phiên vị trong một số người như Vu Hoán của Trương Giang Nghề hay Nguyên Khải của Lưu Học Nghĩa đã được nâng lên phiên bà chỉ sau cặp đôi chính. Còn các nhân vật được nhắc tới nhiều trong chuyện như Phượng Nhiễm hay Cảnh Giản thì lại bị đẩy xuống hàng phụ phiên hài hai nhân vật này sẽ xuất hiện ít hơn trong phim, điều này cũng báo hiệu những thay đổi về tình tiết và một số nội dung phim so với chuyện. vậy nhưng thì phan nguyên tác vẫn có thể yên tâm theo dõi phim mà không sợ hoang mang đây là ai, tôi đang xem cái gì đây. thứ tư, thiên cổ quyết trần đầu tư khủng chất lượng mãn nhãn. với dòng phim cổ trang tiên hiệp thì yêu cầu đầu tư cho bối cảnh đạo cụ cũng như kỹ xảo là vô cùng lớn đã có tiền lệ những gián phim bom tấn nhưng rồi khi lên sóng lại hóa bom xịt bởi kỹ xảo bà xù đầu tư bối cảnh đơn giản toàn toàn khiến chất lượng phim sụt giảm đáng kể cùng với thiên cổ quyết trần tuy có thể chê tạo hình diễn viên nhạt nhòa chưa phù hợp vậy nhưng bất cứ khán giả nào khó tính nhất cũng phải công nhận rằng phim đầu tư rất chỉn chu về bối cảnh hậu kỳ cũng như kỹ xảo phim trò chuốt mãn nhãn vô cùng thượng cổ quyết trần là bộ phim được đầu tư lớn với đội trò chuốt chỉnh chu cao bối cảnh đẹp kỹ sao tốt diễn viên thực lực cùng có chuyện sâu sắc cảm động lòng người những tập đầu tiên của mỗi bộ phim đều là giai đoạn khởi động và luôn có nhiều ý kiến trái chiều khiến khán giả hoang mang không biết có nên đu phim hay không thế nhưng với những sự đầu tư của thượng cổ quyết trần thì có lẽ khán giả có nhiều lý do để kỳ vọng vào bộ phim này hơn là lo sợ thất vọng vì ít nhất khi xem phim bạn cũng sẽ được mãn nhãn bởi những hình ảnh đẹp như tiên cảnh cùng dàn diễn viên toàn trải sinh gái đẹp Chúng mình là Hồng Phim, nếu như các bạn cảm thấy những bộ phim mà chúng mình vừa kể trên rất hay và hấp dẫn, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh để luôn được cập nhật những bộ phim mới và thú vị hơn nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.